hai cái bạn bữa giờ ở nhà cách ly. Và Ngân có một chuyện rất là vui muốn kể cho mọi người nghe. Cách ly rảnh quá cho nên là mình coi rất là nhiều cái show hẹn hò trên YouTube. Đó, mà cái show mà Ngân nghĩ là đặc biệt nhất là cái show mà ăn 2-3 bát phở mà trả tiền 2 bát, em trả tiền 1 bát á. Oh my god. Cái tập đó nó sốc Ngân cực kỳ luôn mọi người. Cái kiểu như là cạn lời, không biết phải nói gì luôn đó. Mà Ngân rất thích cái sự phản biện của chị Nam Thư với cái bạn nữ tham gia chương trình đó. Perfect, I love it nha. Rồi, nhưng mà sau khi xem qua nhiều tập á, cảm thấy rất là vui, rất là vui. Mà bây giờ mình phải viết ra để mà mình nói cho các bạn nghe. Thứ nhất á, là về chiều cao. Tập nào cũng vậy, 10 tập là hết 11 tập các bạn yêu cầu cao 1m7. Thứ nhất, cái gen người Việt Nam như các bạn đã biết từ xưa giờ rất là thấp ha. Gen người Việt Nam xưa giờ là thấp. Chỉ có sau này á, những cái bạn sau này á, người ta cao. Thứ nhất là do cái chế độ dinh dưỡng ha, ăn uống sữa sùng sau này nó tốt hơn, sau này tập thể thao nhiều hơn, bóc rổ truyền nó đánh bập bập thì nó cao, nó vớ lên nó cao đó. Hoặc là gen của người ta thừa hưởng theo gen bố hoặc gen mẹ thì nó cao ha. Chứ xưa giờ vốn dĩ gen người Việt Nam mình rất là thấp, cho nên có nhiều ai cũng lên đòi 1m7 xong cuối cùng thấp hơn 1m7 á thì lại thất vọng, thì lại buồn, thì lại chán, là thì lại không hẹn hò. Trong khi á, anh thấy có nhiều cặp với nhau hợp với nhau, tất cả mọi thứ chia sẻ với nhau rất là nhiều khía cạnh trong cuộc sống hợp. Anh thấy hai bạn này phải bấm nút hẹn hò nhưng không, tự nhiên không bấm nút bởi vì không cao bằng 1m7. Giống như anh thừa hưởng theo gen bố với mẹ, thêm bố với mẹ cao đó, cho nên mình cao. Chứ hả, vốn dĩ là mình cũng không đi tập thể thao gì cho nhiều, chỉ thích bơi lội, bóng chuyền, bóng rổ đó, kiểu vậy. Những cái đó nó tác động lên. Chứ xưa giờ các bạn thấy đa phần là bố mẹ hoặc là ông bà hàng xóm đó, rất là thấp đó. Với lại thứ tiếp theo á, là cái chiều cao nó đâu có đem lại hạnh phúc đâu mọi người. Biết đâu lùng mà làm cho hả các bạn hạnh phúc hơn sao, chăm sóc cho các bạn tốt hơn sao, quan tâm các bạn nhiều hơn rồi sao, biết đâu không có lăng nhăng nhăn nhít rồi này nọ rồi sao, biết đâu cái thằng nó cao quá, nó đẹp quá rồi nó đi lăng nhăng rồi sao, đúng không mọi người? Ví dụ như cái 1m7 đó chỉ là một cái thêm vô thôi. Ví dụ như anh tốt nhiều điểm, anh cao được 1m7 càng tốt, nhưng mà không tốt thì thôi, không cao 1m7 cũng không sao đâu. Bây giờ hả, đẻ ra cho nó uống sữa ngoại là nó cao, cho nó đi tập thể dục là nó cao. Trời ơi, khô quá, đừng đặt nặng 1m7 nữa nha. Tiếp, bức xúc quá phải ghi theo quy tập. Tiếp, và anh thấy có một cái điều là em không biết nấu ăn. Ngon cũng không biết nấu ăn mọi người. Nhưng mà lên á, mấy bạn có biết cái sự mà khéo léo trong cái cách anh nói á, khi mà các bạn đi làm, các bạn ra ngoài xã hội, không lẽ khi các bạn vô công ty đi phỏng vấn xin việc nha, sếp hỏi em có kinh nghiệm này chưa, mặc dù chưa có kinh nghiệm nấu ăn hoặc là có chút, đúng không, thì cũng nói dạ em có kinh nghiệm, đúng không? Không lẽ nói dạ em có kinh nghiệm mà đánh máy tính không? Dạ không, em không biết gì trơn, vậy thôi khỏi tuyển dụng đi ha. Thì cái này nấu ăn cũng vậy mọi người, tức là mình không có phải là master chef no ha, nhưng mà mình cũng sẽ biết nấu. Và những cái thì em cũng nấu ăn không có giỏi, nhưng mà em phải này nè, đó là kỹ năng đó mọi người, kỹ năng giao tiếp khéo léo đó mọi người đó. Cho nên là đừng có mà em muốn anh về anh nấu ăn cho em, no, sẽ không có chuyện đó đâu các bạn. Có thì rất là tốt, nên trân trọng chàng trai đó, đúng không? Không phải là 1.000, 1 tỷ người sẽ không có chàng trai nào bố Ngân là người biết nấu ăn đó, cho nên là bố Ngân nấu cho mẹ Ngân ăn đó. Có nhưng mà đừng có mà không biết nấu ăn, anh nấu cho em nha, là no. Tiếp, tức quá. Thẳng thắn à, ai cũng kêu là em rất là thẳng thắn, nhưng mà các bạn có biết á, thẳng thắn á, nó rất là gần với vô duyên không mọi người? Nó sát rạp bên nhau, các bạn chỉ cần là lệch một tí thôi là nó thành vô duyên á. Cho nên là mọi người cứ nói chuyện kiểu sang sảng, phải, xong rồi kêu là tính em rất thẳng thắn. Nhưng mà thiệt ra là em đang vô duyên, em đang rất là vô duyên. Cho nên là đừng có bao giờ mà tính em thẳng thắn, nói vậy đâu. Không được nha mọi người, no. Đừng có thẳng thắn, bớt thẳng thắn lại. Nếu mà bạn muốn hẹn hò, nếu mà bạn muốn đậu phỏng vấn thì bạn bớt thẳng thắn lại, thế nhé. Đó là một cái lời khuyên rất là chân thành. Khi mà mới gặp người ta chưa biết cái tính cách thật sự của bạn là ai, biết đâu bạn thẳng thắn thiệt, bạn thật lòng, bạn không có ý nghĩ gì xấu, nhưng mà cái lúc mới gặp người ta không có biết bạn.
là nhiều người như thế nào, cho nên là khép nép là khéo léo vô, không thẳng thắn, bớt thẳng thắn, sau này thân nhau rồi hãy thẳng thắn nhé. Tiếp theo khổ quá à, bừa bộn bê bối dê xi men ơi, kinh kinh hải hùng. Có những cô gái lên giới thiệu em là người rất là bừa bộn bê bối, lâu lâu em mới dọn phòng, lâu lâu em mới tắm, sao mà nghĩ hả phòng em rất là bừa bộn, không biết anh có chê không, không lẽ giờ anh nói anh chê. Nhưng mà thật sự là con gái không có được bừa bộn bê bối, trời ơi, Ngân là con gái mà ai mà mấy đứa bạn thân của Ngân, mấy đứa bạn gái mà nó bừa bộn bê bối một cái thôi là Ngân chửi từ sáng tới chiều, từ sáng tới chiều nha. Con gái phải gọn gàng, ngăn nắp, tươm tất, sạch sẽ, không được bừa bộn bê bối. Bừa bộn bê bối không có gắn với con gái. Khi mà nói ta cái từ đó người ta sẽ nghĩ tới thằng con trai. Ok. Oh my god, bừa bộn bê bối tôi chịu không nổi luôn đấy. Tiếp. À, có một cái điều rất là dễ thương. Tất cả những cái cặp mà hả, quân nhân nè, bộ đội nè, sĩ quan nè, em thấy vô cùng dễ thương. Biết sao không? Mấy anh toát lên cái sự mà hả, chân chất, thật thà, hiền lành. Mà những cái cô gái á, mà chương trình chọn để ghép đôi cho những cái chàng trai như vậy á, trời, cũng anh thấy cũng dễ thương, hiền lành, rất là nhu mì. Sao mà hả, thường mấy ông đó đi là toàn nguyên một cái binh đoàn đi theo, nguyên nguyên binh đoàn ngồi dưới khán giả, anh thấy rất là dễ thương, vô cùng dễ thương nha. Sao mà có một cái tập anh nhớ là ngoài có một anh sĩ quan trưởng nói với cô gái bên kia là em ơi, cái anh bên này á rất là hiền, với lại giỏi nữa, thứ nhất là giỏi nấu ăn nè, giỏi dọn dẹp xếp quần áo nè, giỏi hả khâu vá thêu thùa nè. Trời ơi, đó, tức là có, mọi người có nha, có mấy anh muốn tìm biết nấu ăn có nấu ăn nha, khâu vá thêu thùa có nha, xếp quần áo gọn gàng có nha, những cái anh bộ đội cũng khá là cao nhưng không phải là cao như diễn viên mà các bạn đang thấy đâu mọi người, cái đó là sang nước ngoài rồi, người ta cái mét 7, mét 8, ok, còn những cái anh mà ở đây á, 6, 8, mét 7, 72, đó, chưa giờ, chưa thấy anh nào 75 nhưng mà đó, đó có thể có nên chưa có tập đó, ok, nhưng mà ngành đó cái tập ngành coi là toàn thấp thấp thấp, cho nên là miễn sao các bạn hợp nhau, các bạn hạnh phúc là được, còn những cái kia đó chỉ là rìa rìa, ví dụ như chiều cao cân nặng. Good luck, chúc các bạn hạnh phúc.